đối với các cái thực phẩm chúng ta sẽ không nên sử dụng đối với phụ nữ cho con bú đó là xin chào tất cả các anh chị ạ. Sau đây thì em cũng xin được giới thiệu qua một chút. Mình là bác sĩ Dương Thị Phượng, đến từ khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đối với những cái thực phẩm đầu tiên chúng ta phải nhấn mạnh đó là những thực phẩm có hàm lượng chất béo quá nhiều. Có một cái có thể là mình không biết là gọi là văn hóa hoặc là thói quen của khá nhiều các bà mẹ khi mà cho con bú ấy, thì là thường ăn rất nhiều các cái thực phẩm có hàm lượng chất béo cao, ví dụ như là chân giò này, rồi móng giò, hoặc là các cái thực phẩm rất nhiều chất béo từ bơ, từ mỡ, và những cái thực phẩm này ấy, thực ra gọi là béo mẹ thôi chứ không phải béo con, bởi vì cái hàm lượng chất béo quá lớn như vậy dẫn tình trạng là mẹ có nguy cơ bị rối loạn mỡ máu, còn dinh dưỡng cho con chưa chắc đã tối ưu. Bởi vì người ta thấy rằng là các cái chế độ ăn mà tốt cho bà mẹ và cho trẻ là một chế độ ăn cân đối và hài hòa, và lượng chất béo từ thực vật cũng như là chất béo dầu omega 3 sẽ được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn là những nhóm chất béo no từ mỡ, từ nội tạng, từ các cái loại chất béo không tốt cho sức khỏe. Chúng ta cũng sẽ chú ý là không cần phải cho các bà mẹ cho con bú sử dụng quá nhiều các cái nhóm này. Thế tiếp theo là những cái loại gia vị có mùi nặng như là hành và tỏi thì có thể gây cho sữa có mùi khó chịu và làm trẻ bỏ bú, hoặc là những cái thực phẩm có chứa chất bảo quản phụ gia không tốt cho trẻ, hoặc là những cái loại thực phẩm có đồ cay thì cũng gây ra tình trạng táo bón, hoặc là nguy cơ trẻ bị cáu gắt, đau bụng, hoặc là những cái đồ uống caffeine có thể khiến cho trẻ bị cáu khỉnh, quấy khóc và mất ngủ. Thế thì đây là những cái thực phẩm mà chúng ta nên hạn chế cho các bà mẹ cho con bú sử dụng.